cao thủ áo đỏ. Phía trong có người. Chưa có ai dứt điểm. Dứt điểm vào. Bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 đến rất muộn màng dành cho Singapore. Và rất nhanh thì Glenn đã tận dụng rất tốt một pha phá bóng không dứt khoát của hậu vệ bên phía đội tuyển Lào.